Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ năm 27 tháng 4 2023. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Ngũ giác đài phát hiện vật thể bay lạ ở Trung Đông. Từ Reuters đưa tin giới chức Hoa Kỳ công bố video UFO do máy bay không người lái MQ-9 ghi lại tại Trung Đông, một trong hơn 650 hiện tượng bất thường trên không được họ phát hiện. Trong phiên điều trần với tiểu bang thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4, Giám đốc Văn phòng Giải quyết sự vụ bất thường toàn miền của ngũ giác đài Sean Kirkpatrick cho biết quân đội nước này phát hiện hơn 650 hiện tượng trên không chưa xác định và ưu tiên xem xét khoảng một nửa số này. Giám đốc cơ quan này cũng công bố một video do máy bay không người lái MQ-9 Reaper ghi lại ở Trung Đông vào năm ngoái cho thấy một vật thể bay chưa xác định UFO, hình cầu nhỏ bay rất nhanh trên những căn nhà thấp tầng. Camera của chiếc MQ-9 Reaper liên tục được điều chỉnh để bắt theo đường bay của vật thể này. Giới chức vẫn chưa nhận dạng được vật thể do không có bằng chứng nào khác ngoài đoạn video. Ông Kirkpatrick bày tỏ hy vọng có thể thu thập được nhiều dữ liệu hơn để giải thích hiện tượng nói trên. Một video khác quay ở khu vực Nam Á hồi đầu năm cho thấy một vệt đen bay lướt qua máy bay không người lái MQ-9 của Hoa Kỳ trên không. Ông Kirkpatrick cho biết các chuyên gia ban đầu đánh giá video này thật sự dị thường. Sau khi bóc tách từng khung hình, các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu nhiệt phát ra từ một máy bay di chuyển gần khu vực hai máy bay không người lái MQ-9 đang hoạt động. Ông Kirkpatrick nhận định về các video được công bố, chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào về sự sống hay công nghệ ngoài hành tinh hoặc khả năng các vật thể này phá vỡ những định luật vật lý đã biết. Sau khi các thượng nghị sĩ hỏi về khả năng các hiện tượng trên không chưa xác định liên quan đến công nghệ tiên tiến của nước ngoài, ông Kirkpatrick cho biết một số video có thể là bằng chứng cho điều này và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ sẽ điều tra thêm về chúng. Hạ viện gia tăng sức ép lên Tòa Bạch Ốc trong vấn đề trần nợ. Theo Wall Street Journal, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đưa kế hoạch trần nợ ra phố Wall trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính đang cận kề. Ông McCarthy tuyên bố rằng đảng Cộng Hòa sẽ không cho phép chính phủ vỡ nợ, đưa vấn đề trần nợ ra phố Wall. Ông kêu gọi các nhà đầu tư gây áp lực lên Tòa Bạch Ốc. Phát biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, ông khẳng định kế hoạch của đảng Cộng Hòa là nhanh chóng nâng trần nợ, quy định số tiền mà chính phủ có thể vay để thanh toán các hóa đơn, từ đó đề nghị cắt giảm chi tiêu và các nhượng bộ chính sách khác từ phía ông Joe Biden. Tòa Bạch Ốc từ chối thay đổi quan điểm của họ vì tin rằng vấn đề nợ là không thể thương lượng và bản thân các đảng viên Cộng Hòa đã có lúc chia rẽ về cách tiếp cận vấn đề này. Đảng Cộng Hòa vẫn chưa công bố ngân sách và các lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết họ vẫn còn vài tuần nữa mới hoàn thiện luật, trong đó quy định chi tiết mọi yêu cầu cụ thể trong các cuộc đàm phán về nợ. Bế tắc trong vấn đề trần nợ làm tăng rủi ro lần đầu tiên chính phủ vỡ nợ với những tác động to lớn đến một nền kinh tế đang mấp mé bên bờ vực suy thoái. Theo ông McCarthy, hai bên cần tìm được tiếng nói chung trong việc nâng trần nợ một cách có trách nhiệm. Việc tìm kiếm sự nhượng bộ chính là định hình cách thức quản lý đất nước như đề nghị và là những điều mà người Mỹ đã ủng hộ tại cuộc bầu cử giữa kỳ. Vỡ nợ không phải là sự lựa chọn cũng như việc tăng thuế, tăng lãi suất hoặc sự tê liệt của nền kinh tế. Mặc dù còn có những bế tắc, ông McCarthy vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng hai bên có thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề trần nợ. Game online trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Hình ảnh binh sĩ trẻ đắm chìm trong thế giới trò chơi game online là cảnh tượng thường thấy trong phòng giải trí của các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Sự đam mê của binh sĩ trẻ với game online cũng như rủi ro mà điều này mang lại gây được sự chú ý sau khi Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, thành viên lực lượng vệ binh không quân bị bắt. Anh Teixeira bị buộc tội lấy và đăng tải trái phép tài liệu mật trong phòng chat trên nền tảng mạng xã hội Discord, nơi các game thủ trò chuyện. Theo AP, bí mật quốc gia có thể bị chia sẻ trái phép qua nhiều phương thức, trong đó có chia sẻ dữ liệu trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, các diễn đàn game online đang trở thành mối lo đặc biệt với quân đội Hoa Kỳ bởi sức hút của nó đối với binh sĩ trẻ. Trong khi đó, giới chức Hoa Kỳ gặp hạn chế trong việc giám sát các diễn đàn này để bảo đảm chúng không đe dọa an ninh quốc gia.
AP cho biết quân đội không có thẩm quyền thực hiện giám sát công dân Hoa Kỳ trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là nhiệm vụ của các cơ quan hành pháp nội địa như cơ quan điều tra liên bang FBI. Ngay cả khi giám sát thành viên thuộc lực lượng vũ trang vẫn có các vấn đề riêng tư. Đó là điều cản trở Ngũ Giác Đài khi cơ quan này cố gắng thiết lập chính sách mạng xã hội để đối phó với chủ nghĩa cực đoan trong lực lượng. Phát ngôn của Ngũ Giác Đài Sukov cho biết các hoạt động tình báo của cơ quan này chủ yếu tập trung vào quốc tế đối với việc thu thập thông tin về công dân Hoa Kỳ. Ngũ Giác Đài thực hiện dựa theo luật và chính sách với cách thức bảo vệ quyền riêng tư và tự do dân sự. Bà Sugar cũng cho biết mọi hành động đều phải được Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông qua. Đoàn xe ngoại giao của Hoa Kỳ bị tấn công ở Sudan. Ngày 18 tháng 4, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết một đoàn xe ngoại giao của Hoa Kỳ bị tấn công ở Sudan. Vụ tấn công xảy ra trước đó một ngày và được cho là do các tay súng có liên quan tới nhóm bán quân sự, lực lượng hỗ trợ nhanh ở Sudan thực hiện. Phát biểu với báo chí bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 ở Nhật Bản, Ngoại trưởng Blinken xác nhận thông tin về vụ tấn công và cho biết những người trong đoàn xe đều an toàn. Ông Blinken cũng điện đàm với lãnh đạo nhóm lực lượng hỗ trợ nhanh và quân đội Sudan để nhấn mạnh rằng mọi cuộc tấn công đe dọa và nguy hiểm đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được. Ông bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh chung ở Sudan, cũng như tác động đối với dân thường, nhân viên ngoại giao và nhân viên cứu trợ. Theo Ngoại trưởng Blinken, Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ với các nước có ảnh hưởng ở Sudan, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Saudi và Anh Quốc, cũng như Liên minh châu Phi và các tổ chức quốc tế khác nhằm tìm kiếm một giải pháp cho tình hình ở Sudan. Giao tranh ở Sudan tới nay đã khiến ít nhất có 185 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Xung đột vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực từ phía Hoa Kỳ và một số nước khác nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tướng Mohamed Dagalo, chỉ huy lực lượng hỗ trợ nhanh của Sudan, cho biết lực lượng của ông tái khẳng định sự chấp thuận của họ đối với lệnh ngừng bắn 24 giờ để bảo đảm dân thường đi lại an toàn và di tản những người bị thương. Ông cáo buộc quân đội Sudan không tôn trọng lệnh ngừng bắn, ném bom từ trên không vào các khu vực đông dân cư và gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cảnh báo nguồn lực giúp Ukraine không phải là vô hạn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách về chính sách ông Colin Carr cho biết Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ukraine số lượng hỗ trợ đặc biệt, nhưng nguồn lực không phải là vô hạn. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy hôm 17 tháng 4, ông Carr nói rõ ràng Quốc hội đã cung cấp cho chúng tôi một số tiền đặc biệt để hỗ trợ an ninh của Ukraine, nhưng không phải là vô hạn. Chỉ trong hơn một năm, chính quyền Joe Biden đã phân bổ hơn 35 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Kiev. Đây là một khối lượng tài chính cực kỳ lớn và việc quản lý về mặt hậu cần là điều rất khó khăn. Nhưng nên nhớ rằng nguồn lực của chúng tôi không phải là vô tận. Cơ quan phát triển quốc tế USAID cho biết Hoa Tình Đốn sẽ phân bổ 20 triệu Mỹ Kim để tăng cường giám sát việc Kiev sử dụng các khoản tiền cung cấp cho Ukraine. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang cung cấp thêm 20 triệu Mỹ Kim để tăng cường giám sát và minh bạch về hỗ trợ ngân sách trực tiếp mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. Cơ quan phát triển quốc tế lưu ý rằng việc này sẽ tăng cường trách nhiệm của chính phủ Ukraine khi sử dụng hỗ trợ của Hoa Kỳ. Cũng theo cơ quan này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine miễn là cần thiết. Trước đó, tạp chí Newsweek trích dẫn các tài liệu mật của Ngũ Giác Đài bị rò rỉ, hé lộ 9 quốc gia Liên minh châu Âu có thể cắt giảm viện trợ cho Ukraine, bao gồm Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Hy Lạp, Luxembourg, Latvia, Bồ Đào Nha, Slovakia và Slovenia. Newsweek cho biết tài liệu này dựa trên báo cáo của các tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ ở Liên minh châu Âu. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.